điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu để nói cho anh nghe. Rằng đời em đã từ lâu có cảm xúc lạ. Gọi điện buôn cho Diệu. Alo. Alo. Diệu đang làm gì đấy? Em ngồi chơi thôi. Điểm thi của cậu lần này có tốt không? Thôi cậu ạ, được có mỗi 6 điểm thôi. Điểm cuối năm mà thấp thế này thì khó học sinh khá cậu ạ. Tớ cũng không biết tại sao á, thời gian này tớ mệt mỏi trong người quá, đầu óc thì còn đau cơ, xong là còn hay đau bụng nữa chứ. Tớ cũng thế, xong mệt mỏi chỉ muốn ngủ thôi. Mẹ tớ bảo đau vậy thì lên thay đổi nhiều lắm. Đấy, có gì thắc mắc một phát là hỏi mẹ được luôn, chả như tớ, chả mấy khi mẹ để ý đến, có khi còn cả tháng mà nói chuyện một lần ý. Mẹ cậu khó tính đấy. Thế mà cậu định bảo như thế nào? Điểm thấp thế này chắc mẹ tớ giết tớ chết mất. Thế nhỡ mẹ cậu hỏi thì làm sao? Thì cứ nói dối là chưa có điểm thôi, hôm nào họp phụ huynh thì tính sau. Cũng đúng, chả như mẹ tớ, hôm nào mẹ con tớ cũng ngồi tâm sự, nên kể ra tớ cũng sướng. May là có cậu tâm sự với tớ chứ không tớ cũng tự kỷ mất. Thôi, làm gì thì làm đi nhá, nói chuyện sau, tớ chuẩn bị nấu cơm đây. Trời, ngồi chơi điện thoại thì nói đi, còn bày đặt nấu cơm, nó xét vừa thôi cô ạ. Cứ nói thế chứ chả có điểm nhấn, thế nhá, bye bye. Bye bye. Mệt quá thôi mất rồi. Mệt quá. Ôi con chào mẹ, mẹ về rồi ạ. Sao hôm nay về sớm thế con? Con có bảo với mẹ là tuần này con được nghỉ học chiều rồi mà. Thì mẹ cũng nhiều việc, mẹ bận, cho nên là mẹ quên. Mẹ thì lúc nào chẳng bận. Tại sao con lại nói như thế? Mà con dạo này học hành như thế nào? Con học vẫn bình thường mẹ ạ. Con lại nói dối mẹ rồi đấy. Sao mẹ lại hỏi như vậy ạ? Cô giáo vừa gọi điện cho mẹ. Mẹ biết rồi ạ. Thì điểm lần này của con không được tốt lắm. Con thử xem. Cô giáo nói với mẹ rằng là dạo này là con học rất là xuống. Con thử xem cái hạnh con nhà cô Hương đấy. Vừa học tốt lại còn vừa được học bổng nữa đấy. Trong khi đó con xem, học hành thì chẳng đâu vào mấy đâu, công việc nhà thì chẳng bao giờ làm cái gì cả. Con thử xem con làm như thế có được không? Sao cứ động tí là mẹ lại lôi con ra so sánh với cái hạnh. Hạnh là nó, còn con là con, lúc nào mẹ cũng so sánh con với nó. Con suốt ngày con cãi mẹ thôi. Mẹ thì trăm công nghìn việc ra, mẹ bao nhiêu là việc, mà con thì không lo việc học hành. Mẹ thì suốt ngày đi làm, có bao giờ mẹ quan tâm gì đến con đâu. Con lại cãi mẹ đấy à? Con thì không thể nói như thế được, bởi vì công việc của mẹ là rất là bận. Mẹ nhìn mẹ cái dịu xem, lúc nào mẹ nó cũng quan tâm chăm sóc cho nó, hỏi han nó thường ngày. Còn mẹ thì có bao giờ hỏi han con được câu nào, có khi cả tháng còn chẳng nói chuyện với mẹ. Con không thể so mẹ với lại mẹ của bạn Dịu được. Thế mẹ cũng đừng so sánh con với cái Hạnh, nó là nó còn con là con, lúc nào mẹ cũng đem so sánh con với nó. Con không thích như vậy. Nhưng rõ ràng đây là lỗi của con gây nên. Bây giờ con lớn rồi, con phải tự chịu trách nhiệm với tất cả những cái việc của con làm. Mẹ xem, mẹ thì đi làm suốt, về nhà thì cũng chẳng nói chuyện với con được câu nào. Xong lúc nào mẹ cũng thông qua người khác để hỏi han, để biết tình hình về con. Con thấy mẹ còn hiểu cái Hạnh hơn là hiểu về con rồi đấy. Công việc của mẹ nó như thế, con cũng phải hiểu cho mẹ. Nhưng con phải tự chủ với tất cả những cái việc con làm. Thế có giờ mẹ hiểu cho con đâu. Con hơi mệt, con xin phép mẹ con đi vào phòng trước. Trang,
thái độ của con như thế là như thế nào đấy? Theo mình thấy thì cái tình huống vừa rồi là không phải một tình huống hiếm mà nó cũng khá là thường xuyên xảy ra, đặc biệt là trong cái khu thành phố như này thì khi mà người lớn đều phải tất bật bộn bề cho cái cuộc sống của mình thì nó rất là dễ xảy ra thôi. Và cái cách ứng xử của bạn học sinh trong cái trường hợp đấy thì thật ra là cũng dễ hiểu, nhưng mà mình chưa thật sự thấy cái cách đấy là cách làm đúng. Nếu mà mình ở trong trường hợp đấy thì mình sẽ bình tĩnh lại và sẽ tâm sự, nói rõ mọi chuyện, cái suy nghĩ của mình, cái tâm lý của mình cho mẹ để mẹ hiểu. Và từ đó thì mẹ sẽ có thể là giúp mình hoặc là tìm hướng giải pháp, hướng giải quyết cho mình để mình tự tốt hơn. Về việc người mẹ cho con tự lập sớm thì đấy cũng là một việc tốt, bởi vì sẽ giúp cho con khi ra ngoài xã hội thì có thể ứng phó được với nhiều, ứng xử tốt hơn ở ngoài xã hội. Nhưng mà cái việc mà tự lập, việc mà mẹ để cho con tự lập mà không, ít nhất là mẹ cũng sẽ phải kiểu gọi là theo dõi con một chút, bởi vì là cũng phải đôi khi cái sự tự lập của con có thể vượt qua mức cho phép thì có thể làm cho con ảnh hưởng đến cuộc sống mai sau. Trong tình huống vừa rồi thì người mẹ đã thực sự là không quan tâm đến người con và chỉ chú ý đến công việc và chưa thực sự nghĩ đến là người con thích gì, người con muốn làm gì, và chính vì thế mà người con đã ảnh hưởng rất nhiều. Thật ra thì mình nghĩ là cái sự tâm sự và chia sẻ trong cái bình tĩnh và hai người thấu hiểu nhau thì mình nghĩ là cái mâu thuẫn này sẽ được giảm xuống, hoặc là trong cái trường hợp đấy bạn học sinh cũng nên ý thức được rằng mẹ mình như thế này, mẹ mình cũng rất là bận, thì bạn ấy có thể tự lập hơn trong cái cuộc sống cá nhân cũng như là học hành của mình để khiến mẹ mình an tâm tiếp tục làm việc, và mình thì cũng không bị thụt lùi quá so với các bạn. Nếu ba mẹ mình chưa thực sự quan tâm đến mình thì mình sẽ dành một khoảng thời gian nào đó mà ba mẹ thật rảnh rỗi thì mình sẽ nói chuyện với ba mẹ, tâm sự với ba mẹ về mọi ý nghĩa của mình, rằng là ba mẹ cần dành thời gian quan tâm mình hơn. Mình thấy bố mẹ mình cũng khá là thoải mái và rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà mình muốn nói thêm với bố mẹ mình là hãy cho mình thêm một chút không gian nữa và cái sự tự do nhiều hơn để mình có thể tự do suy nghĩ và tự do trưởng thành, thì khi lớn lên mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Mình muốn nói với ba mẹ là con mong là bố mẹ sẽ cho con thêm nhiều thời gian hơn, và con mong là bố mẹ sẽ dành thật nhiều thời gian hơn nữa để cho con có thể chia sẻ với bố mẹ, và con và bố mẹ có thể sẽ hiểu nhau hơn và sẽ cùng nhau giúp cho con có một tương lai tốt hơn. Cái tình huống trên ấy thì nó xảy ra rất là nhiều ở cái chỗ là bố mẹ thì có thể là mải công tác hoặc là bận những công việc lo bươn trải cái cuộc sống gia đình chẳng hạn, hoặc là cũng có thể là do cái công nghệ thông tin phát triển, cho nên là trong một cái gia đình ấy thì ví dụ như là khi mà buổi tối hoặc là các cái ngày nghỉ ấy thì mỗi người một cái điện thoại, người thì bố mẹ rồi con, thậm chí là lướt Facebook, Zalo, rồi là mỗi người có một cái thế giới riêng của mình. Cho nên là cũng những cái đấy thì cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến cái việc mà quan tâm đến cái tâm tư nguyện vọng của các con. Nếu mà gặp những tình huống như thế thì theo tôi nghĩ là trước hết là về phía người mẹ là phải đầu tiên là phải tôn trọng con, lắng nghe ý kiến của con, và để lúc nào mà thực sự là mình thật sự là bình tĩnh, mình bình tĩnh, con bình tĩnh, sau đó là phân tích phải trái đúng sai để cho con nó nghe. Hai nữa là với ở cái lứa tuổi đấy là lứa tuổi dậy thì người mẹ phải thường xuyên được phải coi là người bạn đồng hành đối với con, để chia sẻ với con những cái trong cái cuộc sống hàng ngày, nhất là quan hệ từ quan hệ cho gia đình cho đến là quan hệ bạn bè, và định hướng cho con, quan tâm đến con những cái cách giao tiếp ứng xử, quan tâm đến con những cái việc học hành, và quan tâm đến con các cái mối quan hệ để khi mà con có những cái vấn đề gì cần thiết thì con sẽ trao đổi và kể chuyện với mẹ, thì lúc đấy người mẹ mới nắm bắt được. Với một góc độ là một người thầy, một người cô, và đặc biệt là một giáo viên tổng trách trong nhà trường, thì đầu tiên là mình phải tuyên truyền để cho các em hiểu được, về nắm được cái việc phát triển tâm sinh lý ở cái lứa tuổi vị thành niên, đặc biệt là cái lứa tuổi ở lớp 8, lớp 9 với bậc học trung học cơ sở, thì các em cần phải biết được những cái sự phát triển về cơ thể cũng như là tâm sinh lý để từ đó điều chỉnh bản thân. Cương vị là một người mẹ trong gia đình thì mình có thể là thường xuyên quan tâm đến con, gần gũi, chia sẻ, động viên con, hoặc là thường xuyên trò chuyện với con để hiểu được những cái tâm tư, nguyện vọng của con, để mà có thể là giúp con có những cái suy nghĩ tích cực hơn.